cưới vợ hiền hòa, ở nhà hướng nam, ông bà ta đã dạy thì cấm sai. Chào quý vị, mình là Happy Home TV. Trước khi cùng mình xem không gian siêu xanh của căn nhà này, mời các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Không chỉ mua để ở, mà những căn biệt thự ở đây còn có tính khan hiếm, khiến khả năng tăng giá của sản phẩm có thể đột biến bất cứ khi nào do nhu cầu của cư dân cao. Chúng ta còn khai thác tối đa lợi nhuận bằng việc khai thác dòng tiền, bằng việc cho thuê trên 45 triệu một tháng. Hơn hết, nó cũng là niềm tự hào của giới trung lưu, thượng lưu Hải Phòng. Vinhome Superia, đại đô thị xa hoa, niềm tự hào của người Hải Phòng, là đại đô thị đầu tiên với thiết kế kiến trúc không gian vô cùng tuyệt vời cho cuộc sống của cư dân. Các khu ở đây được định vị ngay ở cái tên Paris. Paris thơ mộng với thiết kế cổ điển, thể hiện tình yêu vĩnh cửu sâu sắc. Cây xanh ngát rợp bóng, lấp ló phía sau là căn biệt thự màu sơn trắng sứ, mái xanh đen sang trọng. Phía ngoài với mặt tiền 7m, được bố trí sẵn hai cổng màu đen, điểm nhấn ngoài căn nhà. Thêm vào đó là hàng hoa và điểm xuyết trang trí cây trồng bên trong. Phần sân nho nhỏ phía trước thể hiện lên sự hài hòa, bước vào ta cảm thấy thoải mái hơn khi đến với sự chắc chắn của lớp cửa chính bằng gỗ lim đầy chắc chắn. Tại không gian tầng 1, khi qua phòng khách, vào là đến khu bếp và phía sân sau. Nếu tôi đoán không nhầm, là rất nhiều bác đang có ý tưởng cho phần sân sau đang được bỏ trống này. Phòng khách và phòng bếp rộng rãi, chan hòa trong một không gian chung, tạo cảm giác gần gũi và tiện nghi của tầng 1. Bộ bàn ghế cao cấp nhìn thẳng ra ngoài khoảng sân đầy cây cối tươi xanh, nơi gia đình tụ họp và nơi tiếp những vị khách quý. Tầng 1 còn có một toilet nho nhỏ để thuận tiện cho sinh hoạt. Không gian khu bếp trang trí đơn giản nhưng đầy đủ sự tinh tế, với hệ thống đèn và bên trên kệ tủ bếp liền màu trắng, bên dưới bàn đá tạo khung hình chữ L, nhìn như một quầy bar nhỏ. Tuyệt vời thật! Các bác cùng tôi đi lên tầng 2 này, các bác thấy không? Cầu thang đơn giản, tinh tế, với khung sắt tạo đường cong mềm mại, đi kèm tay gỗ. Không gian đi lại thoải mái quá, không hề mỏi chân chút nào. Lên tầng 2, tôi phải khoe ngay với các bác phòng ngủ master, rộng thênh thang, thiết kế chọn không gian sáng là những khung cửa kính đơn giản với cánh rèm nhẹ nhàng. Có thêm kệ tủ và một bộ bàn ghế nho nhỏ, chỗ này là dành không gian riêng tư cho các cặp vợ chồng, nơi suy nghĩ ra những kế hoạch đầy giá trị sống. Có thêm toilet khép kín xinh xinh đơn giản đầy đủ sự tiện lợi. Kế bên đây là căn phòng ngủ khép kín nữa, cũng tối ưu không gian sáng thoáng này. Tuyệt vời không các bác, lên tầng 3, chúng ta lại được hưởng trọn vẹn không gian như vậy. Thiết kế đồng bộ, một gia đình 3 thế hệ có thể sinh hoạt thoải mái, hay cho thuê cũng làm tăng khả năng thu lại dòng tiền, mà vẫn không lo khi ta ngừng việc khai thác lại không sử dụng được. Tôi đoán đó là ý đồ của gia chủ ấy, tuyệt vời thật. Mà nãy giờ chả thấy cái phòng thờ ở đâu nhỉ? À, đây rồi này, nó nằm trên tầng 4.
tầng tung vời không gian nho nhỏ xinh xinh. Gia chủ vẫn thiết kế thêm khu để chế biến thực phẩm hay hoa quả cúng gia tiên, vẫn có không gian cho ta tiện tổ chức các buổi đông người cúng bái cho thuận tiện, đỡ phải bưng bê lỉnh kỉnh từ dưới lên trên. Có thêm cái kho nho nhỏ sau góc, ngay trong phòng thờ luôn ấy, với khuôn diện tích 98m², ngang tận 7m này là vô cùng hiếm thấy. Sự đồng bộ tinh tế từ ngoài vào trong, ở nơi đây ta được sống cạnh những người hàng xóm thân thiện, có bảo vệ, camera an ninh 24/24, xe cộ để ngoài thoải mái, chả cần gửi đâu, mất có người đền luôn ấy chứ, he he. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825-257-666 hoặc 02253-513-666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.